Bạn cực nhọc vì các vết bám bẩn từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là trong các khe rảnh không thể vệ sinh được. Đừng lo vì có bàn chải điện cầm tay, cầm đến đâu sạch bóng đến đó. Bàn chải có 3 đầu thay thế giúp bạn tự ý thay đổi để vệ sinh những nơi và vật liệu phù hợp với đầu. Máy nhập khẩu từ Hàn Quốc nên khách hàng yên tâm về độ bền và hiệu quả khi sử dụng. Công nghệ chống nước hiệu quả nên bạn có thể thoải mái sử dụng như bồn rửa, toilet mà không sợ bị vào nước. Thiết kế nhỏ gọn và có 3 đầu chổi giúp cho bạn giải quyết những công việc dọn dẹp nhẹ nhàng và gọn gàng. Đặc biệt, hiện sản phẩm đang được giảm giá đặc biệt hơn 50% trở lên dành cho bạn. Nhanh tay đặt hàng để dọn dẹp nhà nhanh gọn lẹ nào.